Đại biểu Bố Thị Xuân Linh ở Bình Thuận thì nói về tình trạng thiếu việc làm. Tình trạng thiếu việc làm hiện nay thì báo cáo lại với đại biểu thế này. Như hiện nay thì như ban đầu tôi báo cáo là quy mô lao động của chúng ta toàn quốc thì rất là lớn. Thời gian vừa qua tình trạng thiếu việc làm có không? Có. Bình quân tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta hiện nay quý 1 là 2,25%. Nếu nhìn lại cách đây hơn một năm, tôi nhớ là ngày 11 tháng 11 năm 21 thì cũng tại diễn đàn này, thì khi đó là diễn đàn kinh tế thế giới xếp chúng ta vào cái nhóm top 5 về tỷ lệ là thất nghiệp. Nhưng mà đến thời điểm này thì tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta có gia tăng hơn. Nhưng mà cũng không phải riêng chúng ta. Tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta 2,25 quý 1. Mà nếu như so với thế giới thì tỷ lệ thất nghiệp này ở cái ngưỡng gọi là thuộc các quốc gia thấp. Hiện nay thì ngày 26 tháng 5 vừa giờ chúng tôi có những cái thống kê, có báo cáo chính thức, thì số mà mất việc làm, giãn việc, thiếu việc và cắt giảm do cắt giảm đơn hàng cũng như các cái yếu tố khác thì khoảng 506 ngày, con số ngày 26 tháng 5 vừa giờ. Trong đó thì khoảng 270.000 là cái số này mà mất việc hẳn, thì xin báo cáo như vậy. Thì chúng tôi cho rằng là tình trạng này nó có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân do cắt giảm đơn hàng, nguyên nhân do tái cơ cấu sản xuất, nguyên nhân nữa là gì? Cũng thay đổi về lực lượng lao động. Thứ tư nữa là cũng thực hiện theo một cái nội dung giải quyết chính sách đối với bộ luật lao động. Thì tôi xin báo cáo là như vậy. Đại biểu hết rồi đấy. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Bộ trưởng cơ bản đã bám sát các câu hỏi của đại biểu. Nhưng có một vài nội dung nữa thì đề nghị những đoạn sau thì Bộ trưởng kết hợp để nói rõ hơn. Đại biểu Huỳnh Thị Ngọc Sương, Ánh Sương thì ý muốn nói là làm thế nào để mà cái việc vào học trường nghề, giáo dục nghề nghiệp nó không phải là lựa chọn cuối cùng của người học sinh mà khi người ta đang hướng nghiệp. Thế còn về thị trường lao động mà đại biểu Nguyễn Thị Hà nêu ấy, thì giải pháp nào để bao giờ mình có thể theo kịp được các nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN này, chưa nói là các nước tiên tiến. Đồng thời đối với vấn đề về việc làm thì đại biểu cũng giải thích thêm, chắc chắn là đây là vấn đề hiện nay cũng nhiều đại biểu quan tâm. Cũng có nhiều đại biểu người ta nói là vì sao hiện nay đơn hàng của ngành dệt may thì Việt Nam thì rất thấp, nhưng các nước như Bangladesh, Trung Quốc thì vẫn có, vẫn nhiều. Và nhiều ý kiến cho rằng là cái việc xây dựng cái hệ sinh thái cho cái sản xuất xanh ấy của mình ấy là còn thiếu căn cơ cái chỗ này. Và nhiều ngành nếu mà chúng ta không khéo cơ cấu, tái cơ cấu lại thì ngay cả khi thế giới có nhiều đơn hàng chết chắc, đơn hàng đã còn tồn tại ở Việt Nam. Thì cái ý đó là đề nghị Bộ trưởng trong cái phần sau thì để kết hợp và báo cáo thêm. Tiếp theo xin mời đại biểu Tráng A Dương, Đoàn Hà Giang đặt câu hỏi. Đại biểu Mai Thị Thúy chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa, thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi như sau. Trong những năm qua, đại dịch Covid lan rộng và diễn biến phức tạp đã khiến nhiều người lao động mất việc làm, không có thu nhập. Trong bối cảnh đó, nhiều người lao động đã lựa chọn hưởng bảo hiểm một lần vì cần một khoản tiền để chi tiêu trang trải trong cuộc sống. Tình trạng này không những tạo sức ép lớn đến hệ thống an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Có ý kiến đề nghị Trung ương xem xét thành lập quỹ hỗ trợ nguồn ngân sách để hỗ trợ cho người lao động, tương tự như chính sách hỗ trợ lao động trong đại dịch Covid, đề nghị để giúp người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định trong cuộc sống, đồng thời xem xét bổ sung quỹ quốc gia vào việc làm đối với địa phương
để có thêm nguồn thu nhập hỗ trợ cho người lao động. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề trên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Mã Thị Thúy đặt câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắk chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai nội dung như sau. Một, việc chậm đóng bảo hiểm xã hội gây hệ lụy rất là lớn, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người lao động. Theo báo cáo thì có 206.468 người. Đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên, giải pháp khắc phục là gì. Hai, thời gian qua dư luận rất là bức xúc trước tình trạng thu sai bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ về vấn đề này, hướng giải quyết trong thời gian tới là gì. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắk. Đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin được gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi nội dung như sau. Theo báo cáo năm 2022 cho thấy, tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo có chứng chỉ năm 2022 tăng không đáng kể so với năm 2021. Năm 2021 là 26,1%, năm 2022 là 26,2%. Nhưng một điều đáng chú ý ở đây, đó là cái tỷ lệ lao động qua đào tạo ở khu vực nông thôn thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị. Khu vực ở nông thôn đào tạo 17,5%, khu vực ở thành thị là hơn 41,5%. Xin được hỏi Bộ trưởng, đâu là nguyên nhân của thực trạng vấn đề này? Và Bộ Lao động Thương binh Xã hội có giải pháp gì để nâng tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho lực lượng ở nông thôn được có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao tay nghề? Xin hết. Xin cảm ơn đại biểu đã đặt câu hỏi rất rõ và cũng chỉ nêu một nội dung rất là quan trọng thôi. Xin mời đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình. Kính thưa Bộ trưởng, kính thưa Quốc hội, tôi có hai câu hỏi xin gửi đến Bộ trưởng như sau. Thứ nhất là việc lao động Việt Nam bỏ trốn khi tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của nhiều lao động khác đang có ý định tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Mặc dù đã có chế tài, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra ở một số nước có thị trường xuất khẩu lao động khá sôi động. Theo Bộ trưởng, cần có thêm giải pháp gì để giảm thiểu tối đa tình trạng vừa nêu trên? Thứ hai là vấn đề lao động, tiền lương, môi trường việc làm, cơ hội thăng tiến luôn được cán bộ công nhân viên chức hết sức quan tâm. Tuy nhiên gần đây tình trạng cán bộ xin thôi việc nhà nước ra làm ở lĩnh vực khác để cải thiện đời sống, tìm kiếm cơ hội mới, làm dấy lên lo ngại chảy máu chất xám ở lĩnh vực công, vì đa số những cán bộ trẻ có năng lực. Vậy Bộ trưởng nghĩ gì về vấn đề này? Giải pháp thời gian tới là gì? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời Bộ trưởng trả lời các nội dung, tuy ít câu hỏi thôi nhưng đều là những vấn đề rất lớn do bốn đại biểu đã đặt ra. Kính thưa Quốc hội, kính thưa các vị đại biểu, về câu hỏi của đại biểu Tráng A Dương về hưởng bảo hiểm một lần thời gian qua và hỏi quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề thành lập quỹ hỗ trợ người lao động. Trước hết, thời gian vừa qua thì cái việc tình hình rút bảo hiểm một lần có chiều hướng gia tăng, thì chúng tôi xin báo cáo nội dung sau. Đặc biệt là cái gia tăng này đấy, thì sau cái đại dịch Covid thì tình hình gia tăng nhiều hơn, nhất là năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ phải tìm ra cái nguyên nhân và các cái giải pháp cụ thể. Tuy nhiên theo câu hỏi của Bộ trưởng của đại biểu thì hỏi quan điểm của Bộ trưởng có đồng ý thành lập quỹ này không, thì chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của đại biểu. Tôi cho rằng nếu thành lập quỹ hỗ trợ người lao động thì đây cũng là một trong những giải pháp thôi. Bởi vì giải quyết cái việc để giảm và tiến tới không có cái chuyện rút bảo hiểm một lần thì đòi hỏi rất nhiều các giải pháp liên quan. Đặc biệt là cái việc mà tạo công ăn việc làm, thu nhập đời sống nó phải tốt lên. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh các cái chính sách cho nó phù hợp. Còn việc thành lập quỹ nếu có thì cũng là một căn cứ. Chúng tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo vấn đề này. Và xin bởi vì báo cáo các ông đại biểu là việc thành lập một quỹ nào đó, nhất là quỹ nó liên quan những vấn đề lớn thế này, thì phải có đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng, xem căn cứ nó như nào, hiệu quả ra sao,
và báo cáo cấp có thẩm quyền, thậm chí là phải báo cáo Quốc hội cho phép. Thì chúng tôi xin ghi nhận ý kiến này của đại biểu.